Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì hiện tại em đang ở trên đường Cao Đạt đây. Giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn sáng rồi đi làm. Thì chắc hôm nay đi vô chợ sẵn mua đồ ăn sáng rồi cho bà con cô bác mình xem cái cảnh ở trong chợ những ngày gần Tết họ bán cái gì nha. Đó, đây là đường Cao Đạt. Đi thẳng hướng này là về bến Hàm Tử, về bệnh viện Chợ Quán, về chợ Thái Bình, chợ Hòa Bình. Rồi đây, chúng ta thẳng hướng này đi về cầu Chư Y và vô cái chợ nhỏ. Đây. Khách đông đủ chỗ để mọi người cùng đi vô chợ nha, xem trong chợ bán có đồ gì lạ lạ không. Ở đây thì ở bên ngoài của rìa chợ thôi, nhưng mà cũng tương đối tấp nập. Đông nhất là ở trong lòng chợ. Ở ngoài thì họ bán trái cây rồi thịt ngoài đường này. Đây có cô bán thịt rất là nổi tiếng đây. Cô bán củ kiệu nữa hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dễ khai lông à, ngoài ăn cứ mù lắm. Ờ. Chào sáng vui nha. Thì ba không có món nợ nào không? Ha. Cái gì? Ủa như nhà chị bán chè ở đây phải không chị? À, thấy chị bán vườn kia hay mua buổi trưa à? Ủa đi đâu? Đây nè. Ở Sinh Tố bán chè. À, mày nét ơi gì đó. À mày nét ơi đó. Rồi à, bán Sinh Tố nữa. À. Bán bột chiên nữa. Bán Sinh Tố con bà chị thứ út. Dạ. Con bà chị thứ 5. Dạ. Con bà chị thứ 3. À. Ở nhà đông vui ha. Đi tiếp vô trong này nữa nha. Cái là cái gì chị? À khăn tay. Này đi lau gì nhỏ nhỏ anh ta? Lau bàn lau biết mà là mình lau cái vật dụng mình xài gia đình đó. À. À vậy lấy em 4 cái đi. Này nó rút nước không chị? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi chúng ta hết chợ rồi. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Một số hình ảnh ở chợ để mọi người xem chơi cho vui thôi. À, gần Tết thì họ bán cũng rất là tấp nập đông đúc ha.